Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái bạn nữ doanh nhân. Các bạn biết mà nữ muốn ra làm kinh doanh là phải bản lĩnh lắm, bởi vì phải vượt ra rất là nhiều thứ. Thì bây giờ mọi người, em cho mọi người biết là em họ tên là gì và hiện tại em đang kinh doanh cái gì. Xin chào tất cả các bạn, mình là Khương Thị Phương, mình là chủ doanh nghiệp Organic Food. Thì hiện tại là mình đang kinh doanh về lĩnh vực trái cây, việc chọn lọc tại vườn. Thì hôm nay là rất là vui khi được đứng đây để trò chuyện với mọi người và giới thiệu về cái lĩnh vực kinh doanh của Phương. Vì sao em lại chọn cái nhân lĩnh vực này? Dạ tại vì cái lúc mà em sinh chuẩn bị sinh em bé thì tự nhiên là lúc đó là tivi báo đài nó nói rất là nhiều về cái trái cây mà bị nhúng thuốc, bị xử lý, bị kích chín này kia đó. Thì em sợ là khi mà mình sinh con ra thì khi mà con ăn dặm thì sẽ sử dụng thực phẩm như thế nào. Thì lúc đó nói chung là lo cho con rồi sợ. Nên là em mới và ông xã đi tới tận vườn để tìm kiếm cái nguồn trái cây sạch an toàn, trước tiên là để phục vụ cho gia đình mình trước. Dạ, sau đó dần dần khi mà mình làm nó tự nhiên thấy mình chia sẻ cái hành trình mình đi thôi, tự nhiên cái khách hàng, mọi người xung quanh cái thấy như vậy và tin tưởng và ủng hộ. Dạ, thì sau khi mà ủng hộ thì mọi người thấy ồ sao cái trái cây của mình nó ngon và nó khác biệt so với bên ngoài. Thế là mọi người ủng hộ dần dần tiếp theo mỗi ngày vậy đó thầy. Hay quá. Dạ. Cái trụ sở em hiện tại nằm ở đâu? Dạ, trụ sở hiện tại của bên em là ở 246 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8 Phú Nhuận. Dạ. Cái khách hàng mục tiêu của em là? Khách hàng mục tiêu của em thì hiện tại là đa phần là sẽ là những cái anh chị nữ từ độ tuổi từ 30 cho tới 45. Và thường là sẽ là nhân viên văn phòng hoặc là chủ kinh doanh vừa và nhỏ. Dạ, có thu nhập thì từ trên 30 triệu trở lên. Với vai trò của một người nữ như vậy ấy, vừa có con rồi vậy ấy, thì cái việc ra kinh doanh nó có khó khăn gì em? Dạ, em phải vượt qua những cái trở ngại gì? Cái thời gian đầu á, khi mà mới vừa sinh con xong thì lúc đó em đang làm kế toán. Nên là xong khi mà sinh xong rồi thì không có ai để trông bé, thế là em phải ưu tiên cái việc chăm sóc con trước. Sau khi mà mình chăm sóc con thì mình lại không có muốn là phải phụ thuộc vào chồng. Nên là mình sẽ tự ra kinh doanh. Thì lúc đó thì mình cũng nghĩ trước tiên đó là mình cứ chia sẻ cái giá trị như vậy thì vô tình là mọi người lại ủng hộ nhiều. Thế là khi mà em ra kinh doanh thì những cái khó khăn em gặp phải á, là những cái bước đầu tiên là mình chưa có kinh nghiệm để lựa chọn trái cây. Thế là xong rồi á, là bắt đầu là mình bán hàng. Bán hàng thì giao cho khách thì bắt đầu những cái chuyến đầu tiên nó ok, nhưng mà những chuyến sau thì nó gặp sự cố. Thế là khi mà gặp sự cố như vậy thì mình lại phải bao đổi trả hàng hóa cho khách. Đó, mà cái lúc đó thì em á, là nói chung là mình kiểu dạng trước giờ mình cũng thật thà đó. Thì khách họ báo lại thì em lại bắt đầu là bù trừ lại cho khách, trong khi cái môi trường, cái giai đoạn lúc đó là mọi người đang kinh doanh rất là chập dịch, còn cân thiếu, còn giống như khi mọi người phản hồi lại thì sẽ là lý do này lý do khác. Nhưng mà em thì là khách chỉ cần phản hồi và em bù lại thì mọi người thấy ồ cái người này sao mà lại đàng hoàng và thật thà như vậy. Mọi người ủng hộ. Nhưng mà có một cái buồn nữa là khi mà ra kinh doanh như vậy á, thứ nhất á, là nhân sự không có, lại vừa phải chăm con nữa, rất là cực và vất vả. Rồi cái thứ hai nữa, có những người khách á, họ không có hiểu á, thầy. Họ nói mình, ví dụ như có một cái chị mà em nhớ mãi là chỉ đặt 5kg cam xoàn, trong khi em đã nói là ví dụ như là cam xoàn lão á, thì trái rất là nhỏ, 8-10 trái, nhưng mà khi giao tới thì chị lại bảo là em lừa đảo. Thì lúc đó là khi mà nhận được tin của shipper thì em đã khóc, bởi vì là thực ra là mình không có phải là người như vậy. Nhưng mà mình được nhận cái sự phản hồi như vậy thì mình rất là buồn vì cái sự hiểu lầm mà không đáng có như vậy á thầy. Vậy thì em kinh doanh cho tới giờ là được bao lâu rồi? Dạ em kinh doanh tới thời điểm này là 5 năm. 5 năm, em có happy với nó không? Em rất là vui, thì càng ngày em càng thấy cái công việc này nó có ý nghĩa. Bởi vì mình và cái sứ mệnh của em là em muốn phục vụ 1 triệu người dân Việt Nam được sử dụng cái trái cây an toàn, sạch thật sự và an toàn thật sự. Đó, nên là em rất là vui về cái công việc của mình hiện tại. Cái cơ duyên nào mà em biết đến Vitrin như vậy?
em là biết tới Bi Chuyên Ninh là em bị bốc vô đây. Bởi vì là cái lúc mà em biết, em không hề biết tới Bi Chuyên Ninh luôn, không biết thầy Duy luôn. Thì lúc đó doanh nghiệp em đã đang bị lũng về cái quy trình. Thế là may quá là bạn Hoa thì lại quen em. Thế là bạn biết là em đang bị lũng như vậy. Thì ngày hôm đó là cái lớp Lean 1 của thầy á, thì cái tự nhiên bạn cũng không có nói gì á. 9 giờ học thì 8 giờ bạn nhắn cho em, chị ơi lên đây cái này cần cho chị. Thế là em lên thôi. Lên thì bước vô em thấy em mới biết, lúc đó mới biết thầy, em kêu ủa sao cái chỗ này cũng nhỏ rồi cái không có cái gì hết. Mới đầu thì hơi bị dè chừng, nhưng mà học được 30 phút sau, 1 tiếng xong, ủa sao thấy dạy hay quá, sao thầy dạy nói cái gì cũng hay, cũng đúng, cũng chính xác hết. Thế là em bị ghiền luôn và em đăng ký hầu như tới bây giờ là hết tất cả các lớp của Bi rồi. Vậy thì em thấy kinh doanh đó, mình cần phải đi học, mình cần có kiến thức không? Em thấy kinh doanh thì cái quan trọng nhất là cái nền tảng về cái kiến thức kinh doanh. Ví dụ bạn đi học ở ngoài thì bạn cũng phải học kiến thức về đó. Bây giờ kinh doanh thì mình cũng phải là có kiến thức kinh doanh về cái nền tảng, tất cả những cái nền tảng trong kinh doanh. Thì khi mà mình ra mình mới hạn chế cái rủi ro và mình đi nó mới đúng hướng được thầy. Bây giờ khách hàng mà họ xem đoạn video này mà họ muốn liên hệ với em thì họ liên hệ em sao? Thì ở bên em sẽ có những cái cách liên hệ, giống như mình sẽ liên hệ có website. Website bên em là organicfood.com, còn fanpage là cũng organicfood, còn trang cá nhân của em thì là Khương Phương, hoặc số điện thoại ở cửa hàng là 0965 799 765. Có những người họ muốn ra kinh doanh theo mô hình của em thì sao? Thì ở trong Bi cũng có nhiều anh chị cũng đã từng hỏi em là muốn ra kinh doanh lĩnh vực trái cây như thế nào. Thì em cũng đã có chỉ cho các anh chị và mình sẽ nêu ra những cái được và cái không được ở trong cái lĩnh vực này để cho mọi người tự có cái cân nhắc xem mình có phù hợp với cái lĩnh vực đó hay không. Khi mà cần thì em vẫn giúp đỡ bình thường. Một cái lời chia sẻ hoặc là một cái câu chuyện, mà một cái lời tâm tình mà em muốn gửi lại những cái bạn mà đang xem đoạn video này. Thì bản thân Phương là phụ nữ thì Phương nghĩ là cái chị em phụ nữ của mình hãy luôn tự tin mạnh dạn để mình có thể là tự do và tự cái mình làm những cái điều mình yêu thích để mình tạo nên những cái giá trị riêng của bản thân. Khi mà mình có giá trị rồi á thì mình sẽ rất là tự tin và lúc đó là mình sẽ chủ động trong cuộc sống của mình hơn và sẽ trở nên xinh đẹp và giỏi giang hơn trong mắt của tất cả mọi người. Ok, cảm ơn các bạn. Một vài thông tin về bạn Phương Khương và cái trái cây Organic Food của bạn. Thì các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn á thì các bạn vào cái trang web của bạn, bạn vừa nói, hoặc là add Zalo của bạn, cái số điện thoại bạn vừa cho đó, để liên hệ sâu hơn với bạn Phương Khương. Chào các bạn, sẽ gặp lại các bạn sau. Dạ, xin chào.